trước nguy cơ ảnh hưởng xâm nhập mặn có thể gây ra trong mùa khô. Tại thời điểm này, việc tích trữ nguồn nước ngọt, chủ động phòng chống hạn mặn, đặc biệt là chuyển đổi cây trồng chịu hạn mặn là yêu cầu cấp bách. Cùng với giải pháp công trình do nhà nước đầu tư thì nông dân miền Tây cũng linh hoạt triển khai nhiều biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại khi vào mùa hạn mặn. Vườn sầu riêng rộng 4.000 m2, nguồn thu nhập chính của gia đình anh Chiến. Mỗi năm chỉ một mùa thu hoạch, anh luôn canh cánh nỗi lo khi có hạn mặn. Không chịu mất sinh kế, anh tự đào 4 ao trữ nước trong vườn, bơm nước ngọt từ các kênh mương, đảm bảo đủ nước tưới khi hạn mặn kéo dài. Những cái ao cũng an tâm khi mà nước hệ thống cống giữ nước, thì khi nhà vườn khi hạn mặn không đủ nước thì đấy tưới lên cũng an tâm. Những ngày này, các nhà vườn ở huyện Chợ Lách bắt đầu kiểm tra, tu bổ hồ chứa, sẵn sàng trữ nước ứng phó đợt hạn mặn sắp đến. Hồ chứa 7.000 m2 này đầu tư cuối năm 2000 với kinh phí 45 triệu đồng. Năm nay tiếp tục giúp nhà vườn an tâm trước mùa hạn mặn. Từ ngày có cái ao này rồi đến là chứa nước được thì cây trồng mỗi năm đều có thu hoạch cao, là cây nó tốt bình thường, nó không có bị hư. Còn nếu không có hồ chứa nước thì coi như nước mặn về là cây sẽ chết hết. Trước ảnh hưởng tác động của biến đổi khí hậu, nắng nóng kéo dài, diện tích dùng đất khô hạn và xâm nhập mặn gia tăng, nông dân đã ý thức hơn về vấn đề sử dụng nguồn tài nguyên nước. Biện pháp tưới phun và tưới nhỏ giọt được quan tâm đầu tư. Chuyển đổi cây trồng thích ứng hạn mặn cũng là giải pháp ứng phó hiệu quả. Cây mãn cầu thì nó hiệu quả rồi, nó chịu mặn được. Thành ra cho nên là nó lúc nào nó cũng có trái đây đó, cho dân mình xài được. Cây dừa dứa này không kén thổ nhưỡng, độ mặn nhiễm là 4-5 phần ngàn thì trái vẫn ngọt, vẫn tốt. Chọn cái giống gì và làm cái gì thì nhờ cái hệ thống internet thì mình truyền tải được cái thông tin của mình, cái mô hình làm ăn hiệu quả của mình. Dự báo hạn mặn sắp tới có nguy cơ gây thiếu nước, ảnh hưởng hàng trăm ngàn hecta đất sản xuất tại các tỉnh vùng nông nghiệp trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long. Cùng với các công trình ngăn mặn trữ ngọt được nhà nước đầu tư, việc nông dân chủ động biện pháp ứng phó từ sớm sẽ giúp bà con giảm thiểu thiệt hại, thuận lợi vượt qua khó khăn trong mùa hạn mặn cực đoan.